chung là xe ngon lành, giờ chỉ đi ship cho ông chú thôi. Giờ nổ tài khoản là đi ship tới nơi cho ông chú. Tâm mốt ngon lành. Rồi giờ là mình đi xuống quận 10. Hôm nay trời mát mát, không có lấy du lịch vào, tự đi luôn. Tàn tàn, nói chung là ở Sài Gòn mấy hôm nay trời nó hơi lạnh. Xe đi khá là ngon anh em, máy 70 đi khá là mạnh. Giờ đang giao cho ông anh chơi đường Trường Sơn. Xe đi khá êm. Để bữa giờ 4-5 ngày ra đạp có một cái nổ luôn. Đúng rồi, mấy xe này đưa mấy ông chú rất là tự tin. Ông lớn tuổi rồi, ra đạp nhẹ cái nổ. Tèn chạy cũng được 60. Xe khá êm. Bán cho mấy ông chú tự tin. Mình bán cho xe mà mấy cái xe ngon cho khách đó, là mình cũng tự tin. Nhưng mà bán mấy cái xe mà còn nản lắm. Bởi vậy lúc nào shop em cũng lấy cái xe, mấy xe kiếm mấy xe đẹp đẹp, tuy là tự tin. Xe thẳng băng mà cổ thẳng băng, không lạng không xéo không gì, dò gà nhúng êm ái. Rồi thôi đua tiếp. Rồi đã tới nơi, đây là quận 10, đi mười mấy cây số mà máy im ru, không một tiếng giọng hú luôn ha. Đó. Đi đâu? Dạ chú ơi, con tới rồi chú ơi. Dạ con tới cái chỗ địa chỉ chú đưa nè, quán cà phê gì nè, đường Bạch Mã nè chú. Thành công, giao dịch thành công. Chú cũng dễ thương lắm. Dạ rồi, đang đi gấp về. Anh em thấy hay nhớ like và đăng ký giúp shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.